các bạn, nói đến nấm đông trùng hạ thảo, chắc hẳn nhiều người đã được biết đến những công dụng đặc biệt của loại thuốc đông y quý hiếm này. Theo thống kê của các tổ chức bảo vệ thực vật thế giới, một năm trên thế giới chỉ thu hoạch được gần 80 kg nấm đông trùng hạ thảo từ thiên nhiên. Đánh giá cao nhu cầu sử dụng loại thuốc đông y quý hiếm này, tại Việt Nam, tiến sĩ Lê Văn Nhạ đến từ Viện Bảo vệ Thực vật đã dày công nghiên cứu việc ươm trồng các loài nấm có giá trị cao về dinh dưỡng và chữa bệnh này trong nhiều năm liền. Và mới đây, ông đã công bố kết quả nghiên cứu sản xuất thành công nấm đông trùng hạ thảo trong phòng thí nghiệm. Nấm đông trùng hạ thảo là một vị thuốc quý, có tác dụng tích cực đối với nhiều loại bệnh. Loại nấm này thường có bản chất là dạng ký sinh trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm hoặc nhộng tằm, thường xuất hiện nhiều tại dãy núi Himalaya. Hiện nay do sự săn lùng và hoạt động khai thác quá mức của con người, loài nấm này đang có nguy cơ tuyệt chủng. Là một người đã được tham gia nhiều hội thảo trên thế giới về vấn đề bảo tồn loài nấm đông trùng hạ thảo, tiến sĩ Lê Văn Nhạ nhiều năm qua đã nghiên cứu quy trình sản sinh nấm đông trùng hạ thảo trong phòng thí nghiệm. Theo cái phương pháp nghiên cứu sản xuất của chúng tôi thì cái môi trường nhân tạo này là môi trường rất sát với lại môi trường của côn trùng tự nhiên. Vì bản chất trong cái môi trường nhân tạo này thì chúng tôi cũng dùng thành phần dinh dưỡng chính là các cái cá thể ký chủ là nhộng tằm và bổ sung thêm một số cái dưỡng chất khác từ các cái thảo dược từ thiên nhiên. Ví dụ như chúng tôi chiết xuất từ kỳ tử để chúng tôi phối trộn vào trong môi trường dinh dưỡng trước khi để nuôi cấy cái loài nấm đông trùng hạ thảo này. Được biết để tạo ra 10 gram nấm đông trùng hạ thảo trong môi trường nhân tạo mất khoảng 2 tháng, còn tạo ra những sợi nấm trên cơ thể nhộng tằm là mất khoảng 3 tháng. Cho đến nay công trình nghiên cứu vẫn còn được bảo mật về quy trình. Tuy nhiên kết quả phân tích hàm lượng các chất dinh dưỡng trong sản phẩm do Viện Kiểm nghiệm Thực vật Trung ương cho thấy hai nhóm hoạt chất chính thường có trong loài nấm này là cordycepin và adenosine đạt khá cao, lần lượt là 0,14 mg/1g và 0,32 mg/1g. Theo đánh giá của chúng tôi nuôi đông trùng hạ thảo tại phòng thí nghiệm thì chất lượng của đông trùng hạ thảo trong phòng thí nghiệm chúng tôi nhân nuôi ra thì kết quả bước đầu phân tích thì có một số hàm lượng các chất dinh dưỡng thì còn cao hơn nhiều so với lại cái đông trùng hạ thảo mà chúng ta vẫn thấy ở trên thị trường hiện nay. Từ những kết quả đạt được, thời gian tới các nhà khoa học sẽ tiếp tục hoàn thành công trình nghiên cứu của mình và mang sản phẩm ra nước ngoài để được kiểm định và khẳng định chất lượng sản phẩm, với mong muốn mang được sản phẩm quý hiếm này đến nhiều hơn với người dùng trong nước.